À, đây, như vậy là không đổi bên, cấm chọn cũng chưa thay đổi. Rồi để coi cái cách tiếp cận ở trong cái bản thi đấu này liệu rằng có thay đổi không đây. Chitana lần này đã bị cấm đi rồi. Ok, những con tướng xạ thủ của Cho Vi khá là áp lực ở trong dạng đi đường và Sáu-mấy-cơ cũng chịu không nổi. Rồi, kèo pháp sư à? Khi mà chúng ta đã không còn cả hai xạ thủ đường giữa, một chút xíu cân nhắc có cấm Renata Class hay không từ bên phía của Genji. Như vậy là họ đổi. Áp lực cấm chọn của Sáu-mấy-cơ cũng khá nhiều đó chứ. Xong rồi đẩy về con Talia cho Vi, cấm lập lăng ưu tiên Talia, một sự lựa chọn tương đối là tốt để tránh cái khả năng kiểu dạng bị đè đường đến từ bên phía của Cho Vi. Ý đồ là Ngày cũng nhiều. ngày hôm nay là Lucid xác định là đánh Sejuani. Có là chọn. Một vị tướng rất mạnh, dễ kết hợp, dọa dọa con Yone. Đang chờ đợi và hy vọng là sẽ có Yone xuất hiện trong tay của Sáu-mấy-cơ để có thể khuếch đại được cái lợi thế đánh theo kiểu dạng BK, đánh theo kiểu dạng đột biến trong đội hình của Giành mình cũng luôn đang tương đối là con tốt. gà mà. Azir không? Azir khóa trước cho Châu Vi ở đánh ôn kèo. Rồi. Thì thật ra ở trong quá khứ đã có một số thời điểm Showmaker là một trong những Azir cũng đáng chú ý. Anh ta chính là người đã đem lại một cái lối xây dựng. Anh ta không phải là người sáng tạo ra, nhưng mà anh ta là người đầu tiên sử dụng LCK và cực kỳ hiệu quả. Còn Azir chống chịu. Bây giờ thì Azir với lại Nidalee combo rất là lạ, combo đúng như kiểu không liên quan gì tới nhau cả. Nhưng mà kiểu dạng thay đổi cái lối chơi một chút ở trong cái sự lựa chọn Nidalee chúng ta đã nhắc đến ở trong ván thi đấu đầu tiên, nhưng mà cảm giác Ivern hợp với lại Chitara nhiều hơn. Thay vào đó họ Talia đang thôi đúng không? họ chơi con Nidalee này với ý định là sẽ cố gắng farm nhiều hơn một dịp, và vẫn là cái cách vận hành tương tự giống như là ván thi đấu đầu tiên của phía Genji mà thôi. Này phải Talia thôi, tại vì Yone sẽ khó nha. Talia thì kèo dễ chơi, đúng chất tướng hai bên. Còn Yone thì là bạn sẽ kiểu như là sẽ bị khắc chế mềm bởi con Azir á. Không thì những mẫu chất tướng khác mà có cái lượng sát thương theo thời gian tốt như là Orianna đâu sẽ là một cái con tướng được ưu tiên dành cho bên phía của Sáu-mấy-cơ đây. Kassadin farm trì trệ lên cấp độ 16 à. Hơi khó nha. Talia cũng được, Talia đi. Tôi hơi thất vọng một tí nha. Mặc dù ván này chưa có kết quả nhưng cái cấm chọn của VDK ngày hôm nay không sáng tạo. Ít đột biến hơn. Đúng rồi, họ hơi bị sợ. Tôi cảm giác là họ không có chuẩn bị những cái bài độc dị, hoặc là chuẩn bị xong lên tới sân khấu cái nhùng nhùng. Thà hồi nãy khóa con Kassadin tôi còn cảm thấy là nó có thú vị. Hoặc là lựa chọn thứ hai là thấy bây giờ Genji mạnh quá thôi để cho thắng hết. Giấu Giấu bài. bài. Giấu bài đánh với lại hai qua lai tiêu quanh chẳng Đúng là hạn. Hoàng Tỳ Oanh có khác, mỗi lần mà thấy thua là Đây những sự lựa chọn rất Sante. căn bản mà thôi. Talia, Jhoury. Rồi, Sante cánh trên. Rumble đã không còn, cấm Luna. Rồi ok, Genji nói chung là cũng rất là chắc chắn, họ cũng không có múa nhiều lắm trong giai đoạn cấm chọn ở ván 2 này. Cứ cái gì nguy hiểm họ sẽ lấy. Con Azir của Showmaker nó cũng nguy hiểm, họ lấy đi. Rồi cho Ken nhành đánh con tướng thuận tay. Kin với Sante thì cũng combo không có gì phải bàn nữa rồi. Rồi với Nidalee thì có lẽ như là Sante khu vực trên là một cái sự lựa chọn tốt, một trong những con tướng không cần tài nguyên để cho Kennen có thể tự do thoải mái lựa chọn cái vòng rừng của mình và áp lực vào khu vực rừng chẳng hạn. Lượt cấm phase 2 thì một bên nhắm những con tướng trì trạc ở đường trên farm tốt của King gần như là con bài Na, còn phía bên kia thì Diplett-Kea cấm Leona là sự khởi đầu. Nautilus trước đó cũng đã bị cấm đi rồi. Như vậy là Leona, Lehen cũng đã chứng minh được rằng phong độ của anh ta đã trở lại. Ở trong ván thi đấu thứ nhất vừa rồi thì con Leona của anh ta cực kỳ chuẩn xác. Tỷ lệ thiên định kiếm thành công nó phải tầm 90%. Thái Dương Hạ Sang thì luôn luôn đợi đối phương tốc biến xong thả thẳng đầu không hụt. Và đó là lý do tại sao mà DK qua ván này đã không dám để cho anh ta đánh tướng này nữa. Đội hình của Genji hiện tại ghép cặp bot là vô thấy nó cũng ổn hết, tại vì cánh trên nó rất là ổn định rồi. Để coi những mẫu chất tướng sẽ được ưu tiên đến từ bên phía của Kingen sẽ là con tướng nào. Kaelin đang có rất là nhiều những trao đổi cùng với lại huấn luyện viên của mình. Blitz đã bị cấm đi, sự lựa chọn đột biến của Lehen ở trong những cái mùa giải trước đã bị tước đi rồi. Có ý đồ nhưng họ chắc chắn phải hy sinh những sự lựa chọn như là Ezreal. Thì đây có phải là cái mẫu chất tướng được ưu tiên đến từ Pay hay không đây? Quyết định từ Lehen và Bay đường dưới. Thử lại con Aphelios không? Đang cân nhắc Aphelios bắt cặp cùng với lại Lulu. Senna vẫn đang còn là một sự lựa chọn rất trì trệ. Đội hình này vẫn đang rất khó chịu nha. Chúng ta đang thấy khả năng bút máu đến từ Nidalee, Senna khả năng chống chịu đến từ Sante, và chắc chắn sẽ là một con tướng mang thiên hướng chống chịu đến từ bên phía cô Lehen nữa. Đúng rồi, con đó nó kêu lên. Đúng rồi, nó đó. Lulu với lại Yuumi. Đúng rồi đó. Bụt tới luôn.
Lulu cũng được. Đúng Lulu rồi. Cũng có ý nghĩa tương tự là như vậy. Tư vấn trước là bây giờ mới chơi. Tại vì tôi nghĩ rằng cho Emin thêm công cụ hỗ trợ để cho anh ta bắn. Và nói rằng Emin ơi, đứng an toàn đi. Em bóp cho bắn. Đừng đi bọc đầu. Đứng sau Lucid. Đứng sau Lucid, đứng sau lưng của cả Kingen luôn. Rồi sau đó kêu Linh sẽ đứng kế bên Emin, bóp cho bắn. Đó, đánh theo kiểu là từ trước ra sau. Đội hình front to back bình thường. Cự ly đội hình là Kingen với lại Lucid sẽ đứng hàng tuyến đầu. Kingen chơi con cơ miêu tạc cánh luôn. Được luôn, được luôn. Để cho Lucid đứng đầu. Kingen này hay. Biệt lập một mình. Xong rồi cá sấu cũng tương tự là như vậy. Được, được. Ok. Rồi. Nói chung đội hình này cũng dễ chơi. Được. Đội hình này không có gì khó cả. Không cần phải sáng tạo, không cần phải tạo gốc hay là cái gì cả. Cứ từ từ đánh với một cái đội hình tạo thành một cái khối thống nhất và từ từ đi lên là được. Thì bên phía của Genji chốt lại cho Lee Han đánh on đường dưới đi chung với lại Senna. Thì dĩ nhiên tức là on được farm rồi. Nhưng mà quan trọng đó chính là cái đội hình của phía Genji vẫn đang có một cái gì đó rất là khó chịu. Đội hình của họ rất khó chết. Những mẫu chất tướng họ đang sở hữu là những mẫu chất tướng có khả năng tăng tiến luôn và rất khó chết. Nhưng đội hình này có điểm yếu nha, chứ nó không thôi các bạn lại kêu là đội hình này, đội hình sao giống nghe giống bất bại quá vậy. Về mặt chất tướng, đội hình này bỏ con Nidalee là một con tướng chủ động ban đầu ra thì nó rất là bị động trong khoảng thời gian ban đầu. Nó không mạnh, nó cần một lượng thời gian tương đối để có thể đạt được ngưỡng sức mạnh. Thì đội hình của bên phía DK là mạnh sớm hơn. Nhưng mà bị cái là Genji chơi. Genji đánh đi đường tốt tạm nữa. Tắt tên đi chúng ta đừng để, đúng đồng ý là về lây, lây cái đó qua cho game thủ á. Tắt tên đi. Okay. Chất tướng thôi. Rồi ok, về mặt chất tướng đồng ý. Đó chính là những cái mẫu chất tướng đẩy đường tốt đến từ bên phía của Diplodocus. Vậy câu hỏi đặt ra đó chính là trước phút 15 họ sẽ làm được bao nhiêu thứ. Đúng rồi, cá sấu mạnh sớm nè. Bạn sẽ đánh những con sâu, sứ giả và rồng 1, rồng 2 rất là tốt. Alia cũng không phải là vị tướng phụ thuộc vào trang bị. Bộ kỹ năng mạnh ngay từ thời điểm ban đầu luôn. Rồi chỉ có đợi con Seoni có cấp 6. Và luôn cho cái chỉ tiêu đi là khoảng dừng 20 phút là bên phía của Diplodocus cần phải có được bao nhiêu tiền và bao nhiêu cái tài nguyên. Hai rồng và lợi thế khoảng chừng 3.000 là đẹp. Hai rồng 3.000. Ồ, đó là quá hoàn mỹ luôn cho cái đội hình của phía Diplodocus. Chắc chắn không hề dễ dàng một chút xíu nào để coi bên phía của Diplodocus sẽ tiếp cận bảng thi đấu thứ hai này như thế nào đây. Đến với ván thi đấu thứ hai của cặp DK Genji thì tỷ số đang là 1-0 nghiêng về bên phía của đương kim vô địch giải đấu và đã 15 ván đấu liên tục tại LCK mùa hè 2024. Genji vẫn chưa biết mùi thất bại, thậm chí là trụ ba của họ vẫn chưa bị chạm tới. Và đó rõ ràng là một cái kỷ lục đã được tạo ra đến từ bên phía của Genji. Và liệu rằng kỷ lục này có sẽ được gia tăng thêm hay không đây? Trước đó họ đã có được cho mình đó là một chiến thắng và cơ hội để có thể dứt điểm ván thi đấu 2-0 gọn ghẽ dành cho bên phía của Genji để có thể củng cố vị trí hàng đầu ở trên bảng xếp hạng cũng sẽ là có. Rồi ván này thì chúng ta sẽ có được một con on sắt phép dành cho Lee Han. Lulu Jerry là một cặp đôi mạnh ở đường dưới nha. Lulu bản chất là một hỗ trợ rất là mạnh và ở cấp độ 1 thì bạn trao đổi tôi nghĩ là sẽ áp đảo hơn so với là những gì mà Senna và On có thể làm được. Thì đây là cái điều thứ nhất mà bên phía của DK phải làm ở khu vực đường dưới là tạo áp lực ngay từ đầu. Đấm con On với Senna này càng nhiều càng tốt trong khoảng thời gian ban đầu để tạo lợi thế ở khu vực cánh dưới, làm chậm tốc độ lên cấp của On. Tương tự như vậy kèo Renaton với lại Sante là kèo bắt buộc bạn phải thắng. Về mặt chất tướng bạn sẽ thắng ở khu vực đường trên. Đó, những cái căn bản để DK dẫn trước ở trong giai đoạn đi đường là có rồi đó. Đẹp nhất sẽ là những cái khiên trụ dành cho rễ tinh của Kingen và đẹp nhất sẽ là những khiên trụ của khu vực dưới dành cho bên phía của Amin để coi họ có làm được những cái điều đó hay không. Để có thể làm được những điều đó thì phụ thuộc vào cặp bít rừng của phía Diplodocus tương đối là nhiều. Tỷ lệ thắng ở thời điểm hiện tại đến từ bên phía của MP với con bài Senna đang 100% ác á. Mưa nào cũng tạnh anh Linh. Hôm qua có con Queen 100% của Doran cũng tạnh luôn rồi đó. Rồi, hãy cùng chờ đợi con Win kiểu dạng hơi bị ao meta. Hôm qua tôi ở nhà tôi coi, này tôi xin lỗi chứ. Tôi coi, sao con Win này nhìn giống ai đang vào bình luận. Y chang không khác cái gì cả. Đúng, đúng, con nhận giống thiệt. Từ cái cách xử lý đi đường cho tới giai đoạn sau luôn anh Linh. Đúng, tắt tên đi, tôi tưởng anh đang chơi. Tôi cũng thấy khá là giống chứ, không khác được miếng nào, thiệt. Một phần là với chiếc tướng bây giờ nó khó vận hành lắm. Đây. Quay trở lại ván thi đấu này thì nhập cuộc tốt nè, đường giữa đẩy tốt, đường dưới cũng đang có cái xe lính được đẩy rất triệt để dành cho bên phía của Amin nữa.
Đó, đợt lính đẩy vào, đối phương sẽ phải xử lý lính trong trụ. Ở ngoài thì bạn rút rỉa. Có máu lính, có máu tướng, có máu trụ. Nhìn trên, cá sấu cắt sát lầm choáng. Quá đã. Kingen đã có một pha xử lý rất là mượt, nhưng mà Kingen cũng rất là nhanh tích quy. Anh Kingen cũng không đánh láo được, hết quy rồi, đẩy lính vào thôi. Đẩy lính vào, bao trụ là tất cả gì Kingen phải làm. Có áp lực nào để có thể tấn công vào công trình hay không đây? Lượng máu cũng bắt đầu được hồi phục dành cho phía của Kin. Thậm chí vừa rồi Kin đáp trả ngược trở lại trong tình huống tấn công của ta, nó khiến cho những cái pha áp sát vào trụ của phía Kin gần là không có. Đánh đúng nha, đường trên đường dưới đều đang đánh đúng. Sau đó thì Lucid đánh một cái vòng rừng xuống dưới để giúp cho Kellen và Emming có thể đẩy một cách tự tin hơn. Ăn cua dưới xong, bước tiếp vài bước vào khu vực rừng của Genji để giữ áp lực. Vòng ra sau lưng khu vực đường giữa bấm B về. Nhưng mà bị một cái là Kinh Gần cấu rỉa máu nhiều quá, anh ta bị thọt farm. Đâu đó bị thua gần một quay lính so với lại Kinh. Kinh farm lính ở dưới trụ 25 so với 17 của Kinh Gần. Thế xong rồi. Không ổn nha. Không ổn. Đúng rồi, kèo này phải dẫn lính nha. Dẫn lính, dẫn lớp giáp trụ. Kèo này mà bạn thua lính thì thôi là đừng đánh với đằng sau nữa. Hơi khó. Sẽ là một cái điểm yếu nếu như mà Kinh Gần không có được nhiều cái lợi thế ở trong cái kèo thi đấu này. Trong tình huống này thì anh ta bị áp lực bởi cái vòng rừng gián tiếp của Canon. Nên tạm thời phải lùi phía sau một nhịp. Tôi nghĩ là đúng như Linh nói á, là ham trao đổi chiêu thức và không để ý những cái pha last hit. Trong khi đó thì lính tràn trụ Kin xử lý được hết. Mà anh ta vẫn giữ được áp lực. Nhưng mà dù gì thì vẫn đang lời máu. Vẫn đang lời máu chứ. hơi tiếc một chút xíu. Đây, đường dưới Amin làm tốt. Một khiên trụ dành cho phía của Amin. Trụ đường vào trụ của Kin. Cái góc mở đường ảo ma vậy chứ. Đẩy lên phía trên vừa đủ tầm trụ bắn. Nhưng mà thôi, có lẽ như đẩy xong cái đợt lính này, Kingen sẽ về nhà sử dụng tiền và sau đó sẽ quay trở lại với phép một trò dịch chuyển của mình mà thôi. Đây sẽ là cái khoảng trống dành cho anh ta. Xong rồi Kingen cũng về nhà xài tiền, mà Kingen xài được lượng tiền cũng không thua. Hơi khó một chút xíu ở khu vực đường trên, đường dưới thì vẫn tạm ổn thôi nha. Rồi hai khu vực rừng thì sẽ là như thế nào đây? Ở thời điểm này thì Lucid vẫn đang thực hiện giống với ván thi đấu đầu tiên, đó chính là cố gắng farm lên cấp độ 6. Chovy thì đang bị tấn công, đột kích bằng giá kết hợp với tốc biến. Chovy chủ động tốc biến ra phía sau, nổ dư chấn và đó điểm hạ gục dành cho Lucid. Tình huống khép góc thành công của Showmaker, và khi mà Lucid đứng ngay sau lưng đột kích bằng giá tốc biến đã dứt điểm được Chovy. Đây là điều mà DK cần phải làm. Đây chính là điều mà họ cần phải làm, lợi thế từ giai đoạn đi đường. Họ phải dẫn trước, không chỉ là một đường, hai đường, ba đường càng tốt, kiểm soát rồng, lăn cầu tuyết. Tại vì đội hình này đánh về giai đoạn sau thì chắc chắn Genji sẽ thắng. Tín hiệu cực kỳ tốt dành cho bên phía của Diplodocus khi mà cặp mid rừng của họ, lượng kinh nghiệm sẽ được gia tăng thêm dành cho bên phía của Lucid. Và như đã nói, cấp độ 6 là trong những cấp độ cực kỳ quan trọng. Phá đó thì cái nền không kịp búp máu á, không kịp búp máu cho Vi thì phải. 1-0 cho DK với điểm hạ gục cho Lucid không thành vấn đề. Tôi nghĩ rằng cái chiến công đầu cho Seoni để lên sớm trang bị lớn đầu tiên để trâu hơn cũng được. Và này thì Chovy, anh ta ý là Kenyan đứng ở gần cho anh ta tính vào dọa Showmaker, nhưng mà game tưởng chơi game 2-1. Bạn có rừng thì tôi cũng có rừng. Cánh tay phải của Showmaker sẵn sàng hỗ trợ phía sau lưng với vòng rừng của anh ta. Ngược trở lại thì anh ta đang hướng lên cánh trên để coi hai người chơi đi rừng, thì đã có một sâu rồi dành cho bên phía của Kenyan và hai sâu tạm thời lùi ra một nhịp. Có khoảng trống nhỏ nhỏ dành cho Kingen để có thể đẩy hỗ trợ phần nào đó, nhưng ba sâu đang chuẩn bị thu về cho Kenyan với cú trừng phạt chuẩn xác của anh ta. Lucid pha này là kiểm soát sâu hơi tệ nha, tại vì bạn đã có ưu thế ở đường trên thì lẽ ra bạn phải canh thời điểm sâu tốt hơn, tại vì sức mạnh của cá sấu rất là lớn ở trong pha đánh sâu đó. Vậy anh ta hỗ trợ cho Lehen hất tung được Emin, nhưng mà sát thương đến từ bộ đồ của Genji không phải là quá nhiều. Còn con Lulu của Kellen thì còn đầy đủ tài nguyên đã sử dụng hồi máu, thì bắt buộc bộ đồ đường dưới Genji phải lui về. Đang có dấu hiệu di chuyển của Showmaker. Còn ở phía trên thì Kin lao vào mở đường, sử dụng khô máu tiếp cận Kingen, đấm đánh liên tục luôn. Và Kingen có vẻ như xử lý kèo này không được rồi, anh ta bắt buộc tốc biến bỏ chạy. Kin lời cái tốc biến. Và sau đó sẽ là cái áp lực đến từ con bài Nili của Kennen hướng lên cánh trên để coi cái khả năng phòng vệ của Kingen sẽ là như thế nào đây. Ngược trở lại thì khu vực đường dưới không có dấu hiệu băng trụ dành cho 4 thành viên của phía Diplodocus với cái lượng máu tương đối là thấp, nhưng vẫn có cấp độ 6 kịp thời. Hỏa diễm hiệu triệu vừa rồi đã được gọi. Họ hút vào Bay, nhưng mà Bay đã kịp thời thoát đi với tốc biến. Lehen vẫn còn tốc biến đang giải quyết lính dưới trụ. Còn ở cánh trên thì Kingen không tốc biến, không có thần ca sấu, anh ta cố gắng hồi máu nhưng không được. Kin là người dứt điểm anh ta. Băng trụ đơn giản mà thôi dành cho phía của Genji. Hai thành viên của họ có hiệu khống chế, có lượng sát thương tốt đến từ bên phía của Canon nữa. Còn ngược trở lại khu vực đường dưới thì Pay với lại cả Lehen không bị hạ gục. Đồng ý, nhưng DK vẫn thành công nha. Họ bị lũng cái cánh trên, nhưng mà cánh dưới vẫn thành công với 79 chỉ số lính cho Emin. Những bước tăng tiến sức mạnh tốt
cho con Jerry này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có thêm Lulu nữa. Đây sẽ là một ván đấu mà Jerry mạnh hơn so với ván đấu trước. Nếu như họ có thể tích được rồng, và đây là điều mà DK đang làm, yêu cầu như là tôi nói, thì là sẽ có được cái lợi thế rất lớn ở tầm phút 20 phút đó. Nếu như đánh đúng nha, phút 20 em Minh có thể cầm hai đồ rồi đó. Hợp lý. Mặc dù đang có một cái bị lỗ hổng ở khu vực trên, nhưng mà dù sao thì em Minh cũng sẽ là cái vai trò chủ lực chính ở trong cái giai đoạn tiếp theo của phía Diplodia. Đây là một tình huống có chống chịu rồi của Kim. Phần nào đó thì cái khả năng mang trụ hai thành viên của phía Genji là không một lỗ hở nào cả. Đợt lính đang được Kim Genji giữ, nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ với lượng đồ này thì nó trao đổi chiêu thức là chịu rồi đó. Bạn có trao đổi hay bạn cũng thua thôi à? Thua nhiều quá rồi, 55 so với lại 72. Trên đồ và áp lực đến từ người chơi đi rừng nữa, nó khiến cho Kim Genji đang trở nên khó khăn hơn. Thôi thì bây giờ đánh thủ, Kim Genji phải đánh thủ nha. Hạn chế tối đa việc bị đối phương dẫn trước nhiều hơn, và chờ đợi những pha giao tranh từ đằng sau, dùng thần cá sấu để làm một cái lá chắn phía trước mặt của em Minh cho xạ thủ của mình bắn được. Tại vì các đường kia của anh phía DK vẫn đang làm ổn, chỉ cần Kim Genji đánh cẩn thận lại là được. Hay sử dụng cái trích nào không? Có những cái trích kiểu dạng đổi đường qua lại để có thể có thêm lớp khiên trụ dành cho em Minh hay không đến từ bên phía của Diplodia ở giai đoạn về sau. Ở thời điểm này thì Lê Hen đã chuyển cái phép trợ dịch chuyển của ta thành cái sắp phép rồi, thành cái thiêu đốt rồi, nên ta cũng không có được một cái mức độ cơ động nhất định. DK có thể thử, nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ thà là cứ để cho em Minh ở hồ cánh dưới dứt điểm sớm cái trụ, đặc biệt là bào thêm lớp giáp trụ, tại vì ở đường dưới thì ta sẽ farm an toàn hơn. Cặp đôi từ bên phía của Genji chắc chắn là không có áp lực gì nữa rồi, thì chắc là họ chưa đổi đường vội đâu, cứ cố gắng để cho King Genji gọi là cầm cự, ít nhất là cần anh ta cánh trên để còn gồng thần cá sấu đánh sâu hai hoặc là sứ giả. Rồi hãy cùng chờ đợi cho những cái mục tiêu đó xuất hiện. Ở thời điểm hiện tại thì Lucid đang có mặt ở đường dưới, bồ la băng của anh ta đang sẵn sàng. Một tình huống quét mắt trước đến từ bên phía của Kaylin mà thôi. Nhịp đẩy ở khu vực đường giữa cảm giác như là đang là cân bằng dành cho cả Châu Vi lẫn cả Showmaker. Chưa có người chơi nào đẩy vượt trội hơn so với lại đối phương cả. Tình huống Q3 rất khó chịu của Kim, trúng tầm xa. Kim Genji bị bào máu dữ quá, anh ta bắt đầu phải suy nghĩ về chuyện biến B về rồi. Tại vì đứng lại là có thể bị solo kill trong trụ, anh ta không tốc biến đối phương thì có khô máu sẵn sàng. Cánh dưới DK đang muốn gỡ gạt lại với áp lực đến từ Lucid, nhưng mà họ phải tấn công đúng người nha, đó là Bay. Người không có tốc biến chỉ có Thanh Tẩy, còn Lê Hen thì có tốc biến. Anh ta hút tung keo linh ra, cố gắng cầu giờ tốc biến né khỏi bộ là bằng, vẫn bị tấn công liên tục bởi DK và đã có điểm hạ gục cho DK. Họ dứt điểm thành công Lê Hen, họ đang tìm kiếm Bay. Canyon có mặt để hỗ trợ, phóng một cú lao để dọa đối phương và giữ cho Bay được sống. Có hồi máu của Kaylin để có thể rút về ở tình huống vừa rồi. Một pha băng trụ ba thành viên của phía Diplodia thành công, và khiên trụ thứ tư thuộc về cho Amin. Bắt đầu đang tình huống va chạm giữa Châu Vi và Showmaker cùng giữa. Châu Vi là người lợi thế hơn về mặt máu. Châu Vi nắm bắt thời cơ rất tốt, bởi vì anh ta đã nhận được thông tin là Lucid đang ở đâu. Thì anh ta tự tin với pha solo. Solo là điểm mạnh của Asia trong cái kèo này. Khi mà đối phương cái mặt rất dậy sóng sẽ không có tác dụng nhiều lắm ở trong tình huống như vậy. Nhưng mà Châu Vi cũng chỉ dừng lại ở việc lấy máu đối phương, đẩy đối phương về ở một thế tương đối bị động một tí, để anh ta đẩy nốt đợt lính và bản thân anh ta về mà thôi. Tạo tiền đề cho Canyon có thể ăn. Đây là sáu sâu nè. Sáu sâu dành cho bên phía của Genji để coi tác động đến từ những con sâu hư không ở trong giai đoạn về sau sẽ là như thế nào. Ngược trở lại thì cái điều kiện thắng tạm gọi là như vậy của phía Diplodia khi mà họ đang được dùng tài nguyên cho Amin tương đối là tốt. Bốn thiên trụ, băng trụ tốt. Phá thi đấu vừa rồi thì Canyon cũng đã xử lý thông tin ổn là anh ta bỏ áp lực ở cánh trên để có mặt ở khu vực dưới, nhưng nhịp tấn công của bộ ba của phía Diplodia là đủ nhanh để có thể tiêu diệt được Lê Hen. Có một cái như thế này là nếu như tới giai đoạn sau á, nhìn chung đội hình của bên phía DK nó sẽ gặp khó khăn một vài vị trí. Tuy nhiên nếu như em Minh làm tốt, anh ta đã bắn liên tục vào Lê Hen, kêu Linh chặn đường nhưng vẫn còn trụ. Tôi đang tính nói là cái Genji không có nhiều những cái lượng CC có thể giữ chân con Jerry lại á. Nếu như anh ta không bị đẩy về bởi Châu Vi thì khoảng trống để cho con Jerry này cân 4 cân 5 là thật ra là có đó. Đồng ý, với cái khả năng búp của Kaylin nữa thì hoàn toàn có thể tạo ra ngồi nổ hạt Jerry đến từ bên phía của Amin. Còn đây là một tình huống mà Kaylin có mặt ở đường dưới nhưng mà không kịp. Liệu rằng có cảnh này quen quá. Vô là băng, đã có người chạy về được nhưng Bay thì không, Lê Hen là người thoát. Kaylin chỉ cứu được một thôi đúng. Lần trước thì cứu được Bay, lần này cứu được Lê Hen, nhưng cái trụ thì không. Trụ dành cho em Minh. Và đây, điều kiện thắng của DK bắt đầu xuất hiện rõ rệt ở khu vực cánh dưới. Thêm vào nữa, xem con rồng nguyên tố thứ hai sẽ được kiểm soát đến từ bên phía của Diplodia. Lucid đã cam rất triệt để ở khu vực dưới. Quá là ổn dành cho bên phía của Diplodia. Canon có mặt ở đường dưới thêm một lần nữa, nhưng anh ta không kịp để có thể hỗ trợ cho Bay. Lẽ ra nếu như mà Kigen đánh tốt cái kèo đường trên á,
thì họ đạt được chỉ tiêu á, 3.200 rồng là được á, là đẹp luôn rồi á, tại vì gần hơi lủng một tí, không lao nó đã trúng, nhưng đây là phần rừng của DK cho nên Ken nhìn không qua được. Nhưng mà lượng máu này có ra rồng kịp hay không ta? Khả năng nhìn thấy không kịp rồng rồi. Emin lên trên như vậy là DK bỏ con rồng này. Chấp nhận buông bỏ rồng để tận dụng một giây, một phút cuối cùng để có thể bào thêm cái lớp kiên trụ của mình trên. Cũng là có ý đồ. Kim bắt buộc phải rút lui trong pha thi đấu này mà thôi. Quan trọng là anh ta có mất, có phải đầu tư luôn cho mình tốc biến hay không đây? Câu trả lời là không. Khô máu giữ vị trí đẹp, lướt về với tình huống đúp của mình. Lượng CC rất hạn chế từ bộ đôi của DK ở cánh trên trong pha đó. Kim anh chỉ có đúng một cú làm choáng mà thôi. Nhưng mà Kim lại có mở đường và quá nhiều cú lướt với Sante. Thì đường trên của bên phía Genji vẫn có thể lui về an toàn. Lê Hen đẩy nốt lớp giáp trụ, anh ta vẫn lên lớp giáp trụ và xung kích bỗng cháy đi về. Rồi, đẹp nhất sẽ là hai khiên trụ nữa dành cho bên phía của Emin để có thể gia tăng thêm cái lượng tiền. Ở thời điểm hiện tại thì anh ta đang vượt trội về mặt trang bị so với lại phần còn lại của bản đồ. Thì đây rõ ràng sẽ là cái ngồi nổ tốt dành cho phía của Deep Blood. Đường giữa thì nãy giờ chúng ta đang thấy là trì trạc mà thôi, cho Vi với lại Soulmaker kìm chân nhau. Tổng tiền thì Genji không thua nhiều lắm. Đội hình này của họ chỉ cần như vậy thôi à. Đội hình này của họ đội hình sau phút 25 hay là bạn muốn đánh tầm phút 30 cũng ok luôn. Với Senna thu thập hồn một tí. Cho nên các bạn sẽ thấy là Genji cũng không có gì phải vội cả. Họ vừa có được một con rồng 2 nữa. Mọi thứ vẫn rất thoải mái. Đội cần phải gấp hơn một chút chính là bên phía của DK. Nhưng mà gấp cũng vừa phải, tại vì dù gì cũng sẽ phải đợi cho Emin xong món trang bị thứ hai. Sẽ là cái nguồn sát thương tấn công và công trình tốt khi mà họ kết hợp cùng với lại những tình huống hiệu triệu đến từ con sứ giả này nữa. Thời gian không có nhiều và cần phải có được những cái nhịp độ nó mạnh hơn dành cho phía của Deep Blacka. Lucid cũng biết được điều này, Soulmaker chắc cũng biết được điều này. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh ta đang phải phòng vệ những cái đợt lính khu vực dưới và đang chờ cho những tình huống đột biến đến từ Soulmaker khi mà anh ta vừa đạt được cấp độ 11. Lúc này là lúc mà Emin cần phải đảm bảo an toàn nha. Farm thì farm, tấn công gì thì tấn công. Nhưng anh ta không được nằm xuống bất kỳ một lần nào cả ở trong cái đoạn trước thời điểm anh ta đạt được hai trang bị. Tại vì anh ta nằm xuống một lần là cái nhịp anh ta bị chậm đi rất là nhiều so với lại bên phía Genji. Và giờ đây Emin phải xác định anh ta chính là điều kiện thắng, và là điều kiện thắng duy nhất luôn đó. Những ngược trở lại thì cái cánh dưới đến từ bên phía của Deep Blacka bây giờ đang hơi yếu, đó chính là bên phía của King Gun. Con cá sấu của anh ta bây giờ mà gặp Sante của King hoặc là con Aji của Châu Vi đều không thể nào phòng ngự được. Thì sẽ là những tình huống rỉa đích đến từ bên phía của Genji ở hai bên cánh mà thôi. Thì cũng sẽ là một cái cơ hội dành cho phía của Genji để có thể bào được tài nguyên của phía Deep Blacka và gia tăng thêm cái lượng kinh tế của họ. Lucid có mặt ở đường dưới. Tình huống giật về, bay thì không. Sự tỉnh táo của Châu Vi ngồi kế bên không nhắc. Vâng, nào đó cũng hơi bất ngờ. Châu Vi chạy đuôi trong đây. Mid cũng không nói, Mid giật ra nhưng mà AD vẫn đi vào. Thế là Châu Vi cũng kẹt luôn. À thì ra là không kịp ú ớ gì cả, cũng đi theo đàn em. Tương đối là đột biến hỏa dương hiệu triệu của Lê Hen sử dụng khu vực điện giữa nhưng không có cơ hội tấn công được Amin. Trước đó là những tình huống thi đấu rất bất ngờ của anh phía Deep Blacka, bởi vì nãy giờ chúng ta đang thấy bộ ba của anh phía Deep Blacka chơi xe quanh Amin, bỗng nhiên họ có mặt ở khu vực dưới, nó khiến cho anh phía của Genji trở tay không kịp. Amin bắt đầu tấn công vào người của Lê Hen. Lê Hen phải tốc biến rút về hàng tuyến sau. Tình huống tấn công của VDK được triển khai từ đường dưới ra khu vực đường giữa. Mặc dù tài nguyên họ bỏ ra cũng là có, nhưng họ cũng đã lấy được hai tốc biến trong pha cố gắng gỡ trụ của Canyon và Lehen. Còn Kim thì tôi không nghĩ rằng đủ sức để đeo dạ Soulmaker ở một khu vực mà nó rất gần căn cứ của DK. Vẫn có những câu trả lời của phía Genji, đó chính là khoảng trống dành cho Kim để có thể mang về trụ không điện trên. Và một lượng lớn máu của trụ không giữa vừa rồi bị bào bởi các thành viên của phía Genji nữa. Điều này nó đang khiến cho cái lượng kinh tế chưa thật sự là nghiêng hẳn cho phía của Deep Blacka. Trên đâu đó khoảng chừng 1.000 vàng ở thời điểm hiện tại mà thôi. Nhưng điều quan trọng đó chính là Amin đang được dồn khá là nhiều về cái tài nguyên ở trong vài vừa qua. Ây, mất tốc biến vẫn nằm trước hướng rình đập đến từ 3 thành viên của phía Deep Blacka. Chu Vi không kịp nhắc bay. Chính bản thân Chu Vi cũng ở một vị trí nguy hiểm khi mà DK đã tổ chức một pha tấn công rõ ràng là cực kỳ bất ngờ và bắt được hai thành viên của Genji trong pha đó. Còn ở đường giữa thì hỏa diên hiệu triệu có được dùng để áp lực vào Emin, mà vị trí đứng của Emin trong pha đó cũng là tốt. Mặc dù không đạt được, tôi nghĩ là sẽ khó mà đạt được cái chỉ tiêu là 3.000, nhưng mà cũng không tệ lắm cho bên phía DK nha. Họ lại muốn tấn công Chu Vi một lần nữa, nhưng lần này thì góc tiếp cận có đủ hay không đây? Chu Vi đã nhìn thấy sau lưng anh ta có người, thậm chí là anh ta đứng lại đe dọa Lucid một tí. Rồi, như vậy là đường giữa với lợi thế đến từ Amin và Kaelin thì sẽ luôn là cái đường đẩy dành cho phía của Deep Blacka. Phần nào đó sẽ gián tiếp gây áp lực cả hai bên cánh. Cánh dưới thì nãy giờ Châu Vi không được farm một cách thoải mái. Anh ta liên tiếp bị áp lực và có được những tình huống kiểm soát tầm nhìn rồi để có thể chặn, sẵn sàng chờ đợi con rồng nguyên tố thứ ba được xuất hiện. Bắn được nha Amin, bắn được nha.
Kingen che cho Emin bắn đi nào. Khô máu được sử dụng, Emin bị bế, Emin không có tốc biến. Dây chuyền như tội được kích hoạt, Emin bị đánh liên tục, đã lướt được qua tường giữ khoảng cách tốt. Và Lucid đã tới, Volabang tung vào nhưng mà Kingen ăn mạng. Ủa, xích chút nữa là bị Kinh hạ gục trong pha thì đâu đó. Nếu như không có dây chuyền diệt tội được sử dụng từ tầm xa của Kaelin và hỗ trợ phân đâu đó cho Emin, một tình huống thi đấu rất đột biến. Nhưng với việc mà Emin mất đi cho mình ở chiều cuối, liệu rằng bên phía của Team Liquid có sẵn sàng bước vào tình huống giao tranh ở cộng đồng nguyên tố thứ ba hay không đây? 10 giây nữa, rồng đã xuất hiện rồi. Tôi nghĩ rằng vẫn đánh được chứ đúng không? Tại vì kịp di chuyển ra mà. Đây, họ đang di chuyển ra. Một pha bấm B này của Kaelin nó hơi chậm không? Rồi, đang sẵn sàng bước vào tình huống giao tranh lớn dành cho Kai phía Châu Vi dịch chuyển ngược trở lại khu vực giữa để hỗ trợ những người đồng đội mình lấy thế. Rồng thì hình như là Kennen đã khởi động. Đúng vậy, Kennen đang ăn rồng rồi. Còn Kingen anh ta có dịch chuyển, anh ta đang áp lực vào cái trụ một đường trên của Genji. Thì Kin đi bộ lên, rồi một bên có rồng, một bên có trụ. Ước muốn của họ là sẽ lấy luôn trong đó trụ hai khu vực đường trên, nhưng cảm giác hơi khó bởi phía bên kia là một con xanh tê của Kin, hai món trang bị lớn có khả năng chống chịu và có khả năng phòng vệ, sức ép là không đủ. Anh ta không có kháng phép cho nên là áp lực đến từ Showmaker là có nha. Họ đã cắt luôn sứ giả luôn rồi, có cả Lucid ở đây. Kaelin đang di chuyển lên và Kin không thể nào đứng ở đó được, tại vì anh ta đứng đó ta có khả năng bị hạ gục. Lehen bị bắn liên tục bởi Emin, mất máu nhiều nha. Jerry này hai món rồi, bắn một vài nhịp sát thương rất ấn tượng. Và như vậy là hai trụ cho DK ở cánh trên. Rất thành công đến từ sự hỗ trợ của con sứ giả nữa. Thì bên phía của DK có được hai trụ, nhiệt độ được đẩy lên tương đối là cao. Chênh lệch về tiền đâu đó khoảng chừng gần 2.000 rồi. Ổn áp. Tính ra là đặt KPI, chạy KPI ok phết. Chỉ có con rồng thì là ok, cũng chấp nhận được. Cũng chấp nhận được. KPI đó đặt ra là nó là tuyệt vời anh Linh. Ừ, nên là kiểu là 10 điểm. Thì cho tới thời điểm này tôi chấm cho DK chắc được 8 điểm ha. Hợp lý luôn. Đủ điểm để học sinh giỏi. Và cần phải có được những tình huống đột biến hơn, đặc biệt đó chính là Emin ở trong cái bảng thi đấu này. Anh ta đang được nhiều farm nha và sẽ được nhiều farm ở giai đoạn tiếp theo. Thực ra Emin phải né khá nhiều thứ đó nha, phân chia thiên hạ nè, hỏa dương hiệu triệu nè, rồi lâu lâu có mấy cái phát trói buộc của Bay nữa. Nhưng chỉ cần cái phân chia thiên hạ mà tung ra rồi là Emin bắn được hết, với điều kiện là anh ta không bị dính và đẩy về thôi. Ok, Emin giải quyết lính khá nhanh. Genji cố gắng áp lực vào trụ một đường giữa của đối phương nhưng không thành công, tại vì họ cũng không có đủ cái độ dài của tay cũng như là tốc độ dọn lính tinh phía của DK tốt. Đúng một cái là họ đang phòng vệ vào cái trụ khu vực giữa này. Máu của trụ không có nhiều cho lắm nhưng mà dù sao cũng là cái thế để có thể dựa lưng. Họ chấp nhận hy sinh một đợt lính khá là to ở khu vực đường trên đó. Với sự xuất hiện của Showmaker ngay tại thời điểm này, tầm quan trọng của trụ đường giữa là rất lớn. Emin bắt đầu mở chương trình quay rồi. Khu vực đường giữa có thần ca sấu được mở lên dành cho bên phía của Kingen. Anh ta đang xoay sở, chắc chắn sẽ bị hạ gục. Một cái dây chuyền trực tội của Kaelin không kịp hỗ trợ cho Kingen. Đúng là Emin mà, bật điện đạt đỉnh điểm. Và anh ta không bắn nha anh Linh. Anh ta cầm gụ súng, anh ta quay ngược lại, anh ta dùng bắn súng, anh ta đập liên tục vào Bay. Cận chiến mà. Và có được điểm hạ gục, có được cái trụ luôn ở khu vực đường giữa. Liệu khoảnh khắc mà Genji mất cái trụ ba đầu tiên có tới ở trong phạt đấu này hay không? Emin đang rất khỏe, đang chờ đợi điều đó. Hy vọng là lần về nhà tiếp theo đến đây Emin sẽ xách được món trang bị lớn thứ ba và tạo ra nguồn sát thương khủng khiếp. Đúp trúng làm chậm được Bay lướt lên tấn công chủ động tốc biến gõ. Tốc biến gõ mà đâu có bắn đâu. Ác thật sự. Kaelin hỗ trợ nhỏ nhỏ với một cái dây chuyền trục tội cho Kingen ở cùng bên dưới, nhưng mà Kingen xoay sở không nổi. Sát thương đến từ hai con tướng, sức mạnh phép thuật của phía Genji vẫn là lớn. Thì bên này thì Kingen có khá là nhiều sát thương, mà sát thương đến từ bộ đôi của Genji đủ để dứt điểm anh ta. Rồi, Bay đang cố gắng lụm hồn thôi, chứ anh ta bây giờ đang rất là yếu, anh ta nằm xuống 3 lần rồi. Với con Senna này anh ta sẽ không phải là điều kiện thắng, mà điều kiện thắng của Genji bây giờ ai cũng được, ai đó bắt được Emin. Để coi trong những tình huống giao tranh sắp tới thì Châu Vi có sử dụng cái phân chia thiên hạ của mình nhắm vào người của Emin và cô lập tiêu diệt được nhanh cái ngòi nổ chính của phía DPKA không đây. Lần về nhà này của Emin tiếc là chưa có được cho mình đó là nỏ thần Dominate, nhưng mà không sao, một vài phút nữa thì anh ta sẽ có được cho mình đó ngưỡng sức mạnh ba món trang bị. Dù sao thì anh ta cũng đang là người xanh nhất ở trên bản đồ và những vệ tinh xung quanh đến từ bên phía của Emin cũng tốt nha. Ngưỡng hai món trang bộ của hai món trang bị cũng đã được hình thành rồi. Thần cá sấu đã được kích hoạt. Kingen tự tin trong pha solo này, nhưng mà ta không solo, ta đang gọi Showmaker tới. Và mặt đất dậy sóng dính kế bên. Kim Baron Kim mở Baron đường, cố gắng câu giờ, nhảy qua nhảy lại. Anh ta vẫn phải nằm xuống với sát thương đến từ Kingen và Showmaker. Không được, tại vì ba thành viên của DK vẫn đang ở đường giữa. Thì Genji không áp lực vào Baron được.
ông Aron được, thậm chí là cái sắc phép của Lehen thì không có trừng phạt để có thể áp lực hai trừng phạt tấn công Aron của VKG dịch chuyển ra phía sau rồi. Hỏa Dương Hiệu Triệu nó không có nhiều tác dụng lắm, chỉ giữ chân Emin được đúng một nhịp. Cơ hội cho Emin đây rồi, bộ đôi đường trên và đường giữa của DK đã chặn được. Emin đang bắn liên tục của Lehen và Lehen là người đầu tiên phải nằm xuống, sau đó thì DK vẫn đang tiếp tục tràn lên, bay chắc chắn là gục ngã, không cách nào thoát cả. Baron thôi. Dứt điểm được thêm hai thành viên của VKG nữa, đội hình của phía Diplaka bắt đầu tràn vào Baron. Bây giờ còn một cái ngồi nổ, một cái rào cản nhỏ nhỏ, đó chính là con Nearly của Cannon có tốc biến. Anh ta đang cố gắng tìm cách để có thể cướp, anh ta cố gắng tấn công vào Lucid, hy vọng rằng dứt điểm được Lucid có sự hỗ trợ của Chovy. Bốn thành viên của DK khá thấp máu, họ bắt buộc phải lùi khi mà Genji dịch chuyển. Chovy quyết định lao vào đẩy và đó là tình huống tấn công cực kỳ khủng khiếp đến từ Chovy, nhưng ta đơn độc hết sát thương rồi, quăng địa chấn hai người, quăng gạch lại liên tục. Emin đã bị gục ngã, Chovy đã tìm được Emin. Lao vừa rồi đã được lính che hắc ám soi rồi cũng bay trúng nhưng mà không đủ sát thương. Showmaker đã rất nỗ lực để có thể sử dụng cái quăng địa chấn nhằm tạo ra cái khoảng cách dành cho những người đồng đội của mình, nhưng Amin vẫn bị hạ gục. Sau đó xem tình huống như thế nào đây, Chovy về nhà và sẽ quay ngược trở lại với cú dịch chuyển của họ và quyết định đến từ bên phía của Genji, hình như là muốn ăn con Baron. Họ ăn sẽ nguy hiểm đó, tại vì Lucid vẫn còn sống, anh ta có giáp máu Warmog cho nên anh ta đã hồi phục lại được. Nhưng Genji biết rằng đây là cơ hội của mình, họ đang tổ chức vang Baron trước mặt Lucid, người không có tốc biến, chỉ có đục kích băng giá mà thôi, thì khó mà có thể vào được. Lucid bỏ cuộc rồi. Vậy là quyết định buông bỏ đến từ bên phía của Lucid, thay vào đó là anh ta không muốn quyên sinh cái điểm hạ gục của mình. Bù lại Baron đã thuộc về cho phía của Genji rồi, Chovy vẫn biết cách để có thể tỏa sáng. Wow. Với một cái giáp tay Seeker, anh ta quay ngược trở lại hỗ trợ những người đồng đội của mình và lao thẳng vào giữa đội hình của phía Diplaka. Trước đó cái nhiệt độ đã được đẩy lên rất cao của phía Diplaka sau một tình huống bắt ở khu vực dưới. Họ 2 TP ra khu vực giữa và gần như là tan vỡ, không thể nào giáp tránh được cho phía của Genji. Họ chỉ có thể hy sinh người để có thể mà chạy mà thôi. Muốn xử lý đỉnh cao của Chovy. Giờ đây thì DK sẽ phải ở vào thế bị động. Hỏa Dương Hiệu Triệu, Emin phải lùi về phía sau. Kingen không có nhiều khả năng chống chịu đến như vậy. Showmaker cố gắng chặn Genji lại, nhưng kéo lên thấp máu lắm rồi. Anh ta bắt buộc phải chạy, Chovy lại vào tuyến sau, chặn đường được Showmaker, người không có tốc biến. Showmaker đã gục ngã. DK có cảm giác như đang mất dần ý chí chiến đấu sau liên tục những pha giao tranh thất bại. Và với con rồng này và bùa lợi Baron này, khả năng cao sẽ là một hai trụ nữa cho Genji. Emin bắn không nổi bởi vì có những cái trang bị hộ vệ dành cho Cannon. Anh ta có đồng hồ, anh ta có cái khả năng lướt qua phía bên kia bờ tường để có thể đào thoát. Emin bế, anh ta bị hất tung bởi quý ba của Kin, nhưng mà người bị bế về là Lucid. Nhưng mà mày mất hai phép bổ trợ, mất cả thanh tẩy, xin lỗi, mất cả tốc hành lẫn cả tốc biến ở trong tình huống lướt vừa rồi của Emin. Còn đây là một tình huống mà cho V mid play với một con Azir lao vào tốc biến đẩy được ba thành viên, trong đó có vị trí chủ lực đó chính là mình. Đó chính là điều mà Chovy của phiên bản cách đây khoảng chừng hơn 2 năm là ta sẽ không bao giờ làm. Nhưng Chovy ở thời điểm hiện tại không ngại việc phải thể hiện những tình huống play đó. Và vừa rồi là một tình huống đã cứu cái game này cho Genji đó, chính xác là pha cứu game cho Genji đó. Một pha mà Showmaker cũng đã dựng tường tốt đó chứ. Ở phía bên kia thì con On của Lehen nó phá tường, nó tạo ra cái khả năng tập trung đội hình của phía Genji. Hồi xưa gia mình là không có khả năng truy đuổi tấn công tiếp vào người của Cannon được. Đang ở một cái vị thế rất thuận lợi, nhưng mà cuối cùng DK đã đánh rơi nó. Tôi không biết là giờ đây họ... Thực ra Emin vẫn mạnh nha, anh ta mới nằm xuống như có một lần thôi đúng không? Emin vẫn mạnh, nhưng mà Genji bây giờ cũng mạnh rồi. Thứ nhất là On đã bắt đầu đúc đồ cho đồng đội của mình. Thứ hai là cái số lượng linh hồn nhặt của Bay nó cũng đã nhiều. Và thứ ba là lượng trang bị của Chovy. Đúng rồi. Là 3.5, tức là về mặt sát thương lúc này bên phía Genji không còn thua kém nữa, nếu như không muốn nói là vượt trội hơn, và khả năng chống chịu của họ là tốt hơn với con On được farm. Hoàn toàn đồng ý. Những cái mẫu chức tướng như là con rế tinh của Kingen thì cái độ hiệu quả giai đoạn về sau nó sẽ hơi khó, bởi vì đội hình của phía Genji là những vị tướng rất là khó để có thể lao vào, bị lao vào tấn công. Khả năng gắn kết đội hình của phía Genji cũng phần nào đó có thể gọi là tốt hơn nữa. Thì một lần lớn nữa là để coi cái khả năng gây sát thương đến từ bên phía của Amin sẽ là như thế nào. Và Showmaker nữa nha, con bài Talia của Showmaker cũng đóng một vai trò làm vệ tinh cực kỳ quan trọng ở trong những tình huống teamfight của phía Diplaka. Baron 3.600, Baron rất tốt. Từ bên phía của Genji, họ cũng lùi về đúng nhịp để không phải rướng, mặc dù là có một số cái trụ cũng thấp máu, nhưng mà họ đang cầm một lượng tiền nhiều. Rồi, khúc này là khúc không đánh được của phía Diplaka khi mà xạ thủ của họ chưa hồi lại trong đó phép hỗ trợ. Và cũng rất may là không có mục tiêu lớn nào trên bản đồ cả. Baron chưa hồi, rồng nguyên tố để hình thành nên cái sức mạnh linh hồn rồng cũng chưa xuất hiện. Thì đây sẽ là một cái khoảng thời gian thở được
cho bên phía của D Plus. DK có phải là đội phá được nhiều trụ nhất của NG chưa ta? Được 4 cái rồi đó. 4 cái. 4 cái chắc nhiều ha. Cũng không nhớ được Genji bây giờ. Trời ơi, chơi game mà bây giờ kiểu chơi game phải đếm trụ bị mất á các bạn. Chứ bây giờ đếm nhà lính là không mất rồi đó. Lehen bị bắt lại, xung kích bỏng cháy lui về. Có bay đứng kế bên quăng địa chấn tất cả vô vào Lehen. Nhưng con on này nó trâu thì thôi luôn. Kingen đáp xuống nhưng mà cũng không có gốc để có thể tấn công khi mà bên phía của Genji cũng đã hội quân. Quá khó khăn, thậm chí là cái tốc biến của Lehen còn không mất nữa cơ. Anh ta biết là tại vì bay đứng kế bên mà. Nếu như bên phía của DK tràn vào tấn công anh ta thì sẽ chắc chắn có câu trả lời từ Genji. DK phải lui về, Lehen không hề suy xuyển. Anh ta gần như bây giờ là đầy máu lại sau khi trở về với đồng đội bằng dịch chuyển. Và cái trụ hai đường giữa này thì thôi, làm sao mà phòng ngự được. Một phát bắn là xong. Bây giờ nhường ba lane cho Amin farm vô cực kiếm nhanh được không? Chỉ còn cái nước đó thôi. Phần thân ra farm. Nhưng bây giờ rất là khó ở thời điểm này khi mà cái lượng trang bị của anh ta gần như là không nhỉnh hơn so với lại Chovy. Chovy cũng 3 món trang bị rưỡi, về nhà thì chắc chắn là 4 món. Nâng cấp Nanaso nữa. Khó quá, thôi bây giờ cứ chờ đợi vào một phép màu đi của DK. Còn Genji thì ổn định cũng có, đột biến phẩm chất ngôi sao cũng bây giờ cũng có. Và đó lý do tại sao mà họ vẫn đang chưa thua ở tại LCK mùa này. Nhà lính chưa bị phá một lần nào. Và kinh nghiệm thi đấu của những thành viên còn lại cũng đang tương đối là tốt. Kinh không mắc sai lầm để cho đối phương khai thác. Thấy đối phương biến mất trên bản đồ, anh ta chạy về ăn con gốc để cho cái đợt lính đó Kinh gần đẩy trước. Anh ta farm sau, rất là thoải mái mà thôi, bởi vì họ đánh theo mục tiêu. Rồng nguyên tố đang được chuẩn bị xuất hiện rồi, 50 giây nữa thì Lehen Pay cùng với lại những người đồng đội của họ sẽ bắt đầu kiểm soát cái lượng tầm nhìn ở cánh dưới và cả cánh trên, khi mà Baron cũng đang chuẩn bị xuất hiện. Sắp sửa có chênh lệch 100 chỉ số. Ui, lính giữa Chu Vi. Wow, được ok. Tôi đang tính nói là chúng ta chuẩn bị có Flame Horizon của Chovy với lại Showmaker. 352-357, danh lệch gần 100 chỉ số lính giữa hai người chơi đường giữa. Cái này nó sẽ sớm thôi, tại vì dũng như anh Linh nói là nãy giờ thì Showmaker cũng phải nhường farm rất là nhiều để giúp cho em mình có thể khỏe được. Nhưng mà 4 món bắn được hay không đây? Về cơ bản nha, bắn vẫn được đó. Chỉ cần không để bị Chovy tìm thấy bằng phân chia thiên hạ. Yêu cầu này đặt ra nghe không dễ không khó ha. Ừ, không dễ mà lại khó. Dễ mà. Nhưng mà vệ tinh quan trọng là kiểu dạng để cho Chovy không tìm được thì những cái vệ tinh xung quanh nó phải đủ mạnh. Và cảm giác như là những vệ tinh này Lucid cũng không có nhiều lắm khả năng chống chịu. Đồng ý là 2 món trang bị rưỡi. Phía bên kia Chovy xanh quá, vàng trắng quân phía Genji thì lại quá tốt với một Sante và một On đứng hàng tuyến đầu. Đây, DK cố gắng tổ chức pha ăn nhanh Baron, ăn đứng trình. Kim tỉnh quá vậy, quăng địa chấn rồi Kim mở đường tấn công vào Kingen. Người mất máu nhiều hơn chắc chắn là Kingen rồi. Q3 được sử dụng hóa dương hiệu triệu đẩy dọc đội hình của DK. Em mình cố gắng lùi về phía sau nhưng không có dàn trắng thì con Jerry này bắn vào ai đây? Ta bắn vào Kim, Kim lùi về. Em mình vẫn cầm một khẩu súng, ta đã dính Q3 của Kim. Có khổng lồ hóa được kích hoạt nhưng làm sao mà bắn nổi, không có cửa nào cả. Kim bế đi và Kim dứt điểm. Ván đấu đã thuộc về Genji và họ vẫn không thất bại tại mùa giải này. Thêm một chiến thắng 2-0 nữa dành cho bên phía của Genji. Cannon tốc biến hỏa bão lao vào tấn công và dứt điểm. Sử dụng cái đồng hồ để tô điểm thêm cái điểm hạ gục vừa rồi. Và chắc chắn chiến thắng 2-0 đã thuộc về cho bên phía của Genji rồi. Chúng ta, tôi nói hơi sớm bởi vì đây mới chỉ là vòng 8, nhưng có thể sẽ là một lượt đi bất bại của Genji ở tại LCK mùa hè 2024 khi mà đối thủ nặng ký cuối cùng là DK cũng đã gục ngã dưới chân của họ. Lối vận hành quá khó chịu của Genji. Niềm tin dành cho Amin ở trong ván thi đấu này của Philip Bakia không gặt hái được cái thành quả tốt bởi vì cái đối thủ của họ đang vận hành cái đội hình quá mạnh. Bên phía của Diplakia họ cũng đã làm tốt cái điều kiện thắng của mình bằng việc cố gắng tập trung xuống cánh dưới rồi đó chứ. Đúng họ rồi. Cũng cố gắng để có thể tạo ra được những cái sự khác biệt, nhưng mà đơn giản là Genji quá mạnh mà thôi. Đánh đi đường thì có sự ổn định, nếu mà khó quá thì có khoảnh khắc ngôi sao. Và ngôi sao trong đội hình của Genji thì thực sự là thời điểm này quá nhiều đi. Họ vẫn chưa thất bại, còn chúng tôi thì xin được phép tạm biệt các bạn trong ít phút. Và khi mà chúng tôi quay trở lại sẽ là một cuộc long tranh hổ đấu khác giữa 1-9-1-10.